Vào hồi 7 giờ sáng nay, ngày 16 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh từ Đà Nẵng cho tới Bình Định khoảng 360 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 25 đến 30 km. Đến 19 giờ tối nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng cho tới Bình Định. Lúc này, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sau đó, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng di chuyển, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi sâu vào đất liền các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ, rồi suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Như vậy, đây là áp thấp nhiệt đới có tốc độ di chuyển rất nhanh và đổ bộ trực tiếp vào khu vực Trung Trung Bộ. Đáng lưu ý là khu vực Bắc và Trung Trung Bộ lại đang chịu tác động kết hợp của không khí lạnh từ phía Bắc dồn xuống, kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới. Và do vậy thì khả năng mưa to đến rất to sẽ lại tiếp diễn ở khu vực, kéo dài từ hôm nay cho tới hết ngày 21 tháng 10, tức là thứ tư tuần tới. Dự báo tổng lượng mưa từ ngày 16 đến 21 tháng 10 ở các tỉnh thành miền Trung như sau. Ở khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến trong khoảng từ 500 đến 800mm, có nơi trên 900mm. Ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế phổ biến từ 300 đến 500mm, có nơi trên 500mm. Ở Đà Nẵng, Quảng Nam phổ biến từ 300 đến 400mm, có nơi trên 500mm. Từ Quảng Ngãi cho tới Phú Yên phổ biến từ 200 đến 300mm, có nơi trên 350mm. Do mưa lớn lại tiếp diễn trong khi nước lũ ở nhiều nơi tại khu vực Trung Bộ vẫn chưa rút hết. Do đó, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ gặp rất nhiều khó khăn. Bà con và người dân miền Trung tuyệt đối không nên chủ quan, chủ động ứng phó với đợt mưa lớn này. Cảnh giác đề phòng với tình trạng ngập úng, sạt lở đất đá có thể tiếp diễn trong những ngày tới. Tiếp tục với tình hình thời tiết, nằm trong vùng bị ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, nên hôm nay, tại thành phố Đà Nẵng, trời vẫn mưa liên tục, có lúc xuất hiện mưa to đến rất to. Đặc biệt khả năng mưa lớn còn kéo dài liên tục trong những ngày tới, do vậy nguy cơ ngập úng khu đô thị và lũ quét sạt lở đất đá là rất cao. Quý vị nên cảnh giác trước mưa lớn và có phương án chủ động ứng phó. Do mưa vẫn còn kéo dài nên nhiệt độ cao nhất ngày chỉ dao động quanh ngưỡng 27 độ. Về đêm, mức nhiệt chỉ khoảng 23 độ, độ ẩm không khí luôn cao trên 90%. Tương tự như vậy, trong hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục có mưa nhiều do gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh. Khả năng về chiều tối thì mưa dông có cường độ mạnh hơn, có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng trên diện rộng, do vậy quý vị cũng nên chủ động ứng phó. Nhiệt độ cao nhất ngày tại thành phố không vượt quá ngưỡng 30 độ, về đêm mức nhiệt giảm xuống còn khoảng 25 độ. Trở ra với Bắc Bộ, thủ đô Hà Nội nói riêng và nhiều tỉnh thành phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, hôm nay trời đã giảm mưa. Tuy nhiên, những tàn dư mây có thể gây mưa rải rác vài nơi trong ngày. Về nhiệt độ, hôm nay trời tiếp tục mát mẻ và se se lạnh với mức nhiệt cao nhất ngày chỉ khoảng 28-29 độ. Về đêm, mức nhiệt giảm xuống còn từ 20 đến 23 độ. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết trên khu vực Bắc Bộ vẫn còn duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Đồng thời, trời cũng bắt đầu chuyển lạnh. Vào ban đêm, nhiệt độ chỉ khoảng 18 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Sang ngày 17 và 18 tháng 10, hoạt động của không khí lạnh tăng cường có xu hướng ổn định hơn, nên thời tiết sẽ giảm mưa, chỉ còn xảy ra ở diện hẹp. Tuy nhiên, nhiệt độ lại có xu hướng giảm, nên bầu không khí lạnh sẽ còn tiếp tục bao trùm trên khu vực. Riêng vùng núi trời chuyển rét. Nhìn chung, từ khoảng ngày 17 tháng 10 trở đi, do thời tiết giảm mưa nên có khả năng sẽ thuận lợi hơn cho các hoạt động du lịch. Tương tự như vậy, thời tiết ở Ninh Bình trong những ngày tới cũng giảm dần mưa, ngày trời nắng nhẹ, tiết trời hơi se lạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các hành trình du lịch khám phá thiên nhiên và cảnh đẹp. Nổi tiếng với di sản thiên nhiên và di sản văn hóa thế giới Tràng An đã được UNESCO công nhận. Tỉnh Ninh Bình hàng năm vẫn thu hút một lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước tìm đến để khám phá phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, ngoạn mục này. Vẻ đẹp của Tràng An được khéo léo tô vẽ nên bởi dòng sông xanh êm đềm lượn quanh các dãy núi đá vôi cũng được phủ xanh bởi thiên nhiên cây cối. Bên dưới là những hang động tự nhiên huyền ảo kỳ bí cùng với sự hiện hữu của những kiến trúc cổ độc đáo theo lối cung đình xưa. Không chỉ vậy, ở phía bắc của quần thể di sản thế giới Tràng An còn có sự hiện hữu của cả một quần thể chùa lớn được xem là lớn nhất Việt Nam với tên gọi là chùa Bái Đính, với diện tích 1.700 ha, bao gồm 27 ha khu chùa Bái Đính cổ,
80 ha khu chùa Bái Đính mới và một số khu vực khác. Cùng với kiến trúc cổ kính độc đáo, quần thể chùa Bái Đính còn nổi tiếng với tượng Phật bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á, chuông đồng lớn nhất Đông Nam Á và hàng trăm bức tượng La Hán dọc lối ra vào chùa. Cùng với Tràng An, Tàng Cốc Bích Động cũng được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt và được UNESCO xếp hạng di sản thế giới. Ngồi trên thuyền và phóng tầm mắt ra xa, du khách như thu vào cả một khoảng không vô tận, bao la bát ngát của những núi đá vôi sừng sững với hệ thống các hang động kỳ bí, hấp dẫn, cảnh quan thiên nhiên cây cối bình yên trong lành, xứng đáng là một khu du lịch trọng điểm quốc gia. Sở Ninh Bình về thăm các tỉnh Trung Bộ, thời tiết trong những ngày tới sẽ tiếp tục xuất hiện những cơn mưa rào và dông, đặc biệt là trong khoảng ngày 17-18 tháng 10. Thời tiết có mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trong đó, trọng tâm mưa chính sẽ xảy ra ở các tỉnh thuộc khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Với kiểu thời tiết này sẽ không thuận lợi cho du lịch. Trong những ngày tới, thời tiết đặc trưng ở Tây Nguyên vẫn duy trì trạng thái nhiều mây và ngày nắng yếu gián đoạn. Đồng thời, từ chiều đến tối, những cơn mưa rào xảy ra trên diện rộng, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Riêng ngày 16-17 tháng 10, các tỉnh ở phía bắc của khu vực có khả năng xuất hiện những điểm mưa rất to. Trong cơn dông, đề phòng nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Thời tiết mát mẻ nhưng do có mưa nhiều nên không thuận lợi lắm cho du lịch. Đến với các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ, thời tiết trong những ngày tới cũng nhiều mây và mưa xảy ra trên diện rộng. Mưa có thể xuất hiện vào bất cứ thời gian nào trong ngày, nhưng sẽ tập trung chính vào buổi chiều và tối, với các điểm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Với kiểu thời tiết này, thì quý vị lưu ý đề phòng các nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh có thể kèm theo trong cơn dông, cũng như khả năng ngập úng, ảnh hưởng tới giao thông và các hoạt động ngoài trời.